thầy và các bạn. Mình tên là Lê Thị Thu Hương, mã số sinh viên là 15119094. Sau đây thì mình xin cùng các bạn tìm hiểu về tiếp về mô về điều khiển 32 led đơn chạy 5 kiểu khác nhau, dùng 3 nút nhấn up down clear để chuyển chương trình ngay lập tức, nút clear quay về chương trình mặc định, sử dụng xử lý các chương trình con theo lệnh for, không dùng lệnh if trong sách, xử lý các nút nhấn, dùng ngắt timer 1. Đầu tiên thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về phần cứng. Ở đây thì mình sử dụng PID 18F4550 với thắt ăn ngoại gắn ở chân RA6 và OSC1. Ở đây mình cũng sử dụng 3 nút nhấn up down clear theo yêu cầu của đề bài, gắn lần lượt với chân RB5, RB4 và RB3 của PID điều khiển. Và thứ tự này thì được dựa trên thư viện mà mình sử dụng. Up, down, clear là BT0, BT1, BT2 tương ứng với chân B5, B4, B3 của PID. Như lần trước thì mình cũng sử dụng 2 IC chốt, đó là 74HC573 để đưa tín hiệu điều khiển. Và sử dụng 4 IC 74HC595 gắn trực tiếp với 32 led đơn. Như bài như ví dụ 1 mà mình đã từng cùng các bạn tìm hiểu. Và sau đây thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu đến phần code. Trước tiên thì khai báo thư viện. Sau đó chúng ta sẽ khai báo các biến mà chúng ta sử dụng ở các hàm sau. Ở đây mình sử dụng ngắt timer 1 theo yêu cầu của đề bài. Set timer 1 là khởi tạo giá trị, và theo như mình thì mình sẽ khởi tạo giá trị 3036 theo sự tính toán từ trước. Và tùy theo mỗi người mà chúng ta sẽ chọn con số khác nhau. If input clear có nghĩa là nếu như clear hoạt động thì trạng thái sẽ bằng 1, là trạng thái ban đầu. Và nếu nút up hoạt động thì mình sẽ dùng delay MS 20 mili giây, rồi sau đó sẽ kiểm tra xem nút up mà còn hoạt động thì sẽ tăng trạng thái lên, và nếu mà trạng thái lớn hơn 5 thì lập tức trạng thái sẽ chuyển ngay về trạng thái 1, là trạng thái đầu tiên, bởi vì chỉ có 5 trạng thái mà thôi. Tiếp theo đến nút down thì mình cũng sử dụng hàm chống dội, delay khoảng thời gian là 20 mili giây, và sau đó sẽ kiểm tra xem là down còn, nếu mà còn nhấn thì trạng thái sẽ lùi lại, và nếu như mà trạng thái dưới 1 rồi thì lập tức nó sẽ chuyển sang trạng thái 5, bởi vì chỉ có 5 trạng thái và không có trạng thái bé hơn 1. Tiếp theo là hàm mà chúng ta sẽ chuyển qua 5 hàm chính mà chúng ta lựa chọn, đó là chớp tắt 32 led. Đầu tiên là chớp tắt 32 led. Thì các bạn cũng đã biết là Y bằng 0, chúng ta sẽ xuất, đặt Y bằng 0 là xuất 32 led đơn 1DV kép theo Y, là xuất ra các led tắt, sau đó delay và đảo Y để xuất ra các led sáng. Hàm sáng dần phải sang trái, đây phải sang trái cộng với 1 thể hiện là giữ nguyên giá trị ban đầu. Trái sang phải này cộng với 0x800000 là cộng với giá trị ban đầu khi mà sáng led đầu tiên. Tương tự như vậy, sáng dần từ trong, từ ngoài vào thì có nghĩa là từ hai bên vào trong. Vậy thì mình sẽ phải chia 32 led thành hai phần, mỗi phần 16 led, để có thể điều khiển chúng sáng từ bên trái qua hay là từ bên phải qua, và gộp chúng lại. Tương tự từ trong ra, ở hàm void main là hàm chính thì chúng ta sẽ khởi tạo port B 0xFF, có nghĩa là bởi vì port B là có các nút nhấn, chúng ta sẽ khởi tạo chúng 0FF.
khởi tạo port IC chốt, khởi tạo hàm ngắt, global là toàn cục và timer 1 theo yêu cầu. Case 1 là trường hợp 1 thì sẽ thực thi hàm chớp tắt 32 led. Case 2 thì là hàm sáng dần phải sang trái. Case 3 sáng dần trái sang phải. Case 4 sáng dần từ ngoài vào. Và Case 5 là sáng dần từ trong ra. Và vì không có nhiều thời gian cho nên mình sẽ nói sơ qua. Và sau đây thì mình sẽ biên dịch chương trình. Không có lỗi. Mình sẽ nạp chương trình vào 326 thôi. Chạy chương trình. Đầu tiên chúng ta sẽ ở trạng thái 1 là chớp tắt. Sau đó down là sẽ lùi trạng thái. Đó là sáng từ trong ra ngoài. Up nè, lại chớp tắt. Up tiếp thì sáng từ trái sang phải, sáng từ phải sang trái. Còn nếu mà clear thì sẽ quay lại trạng thái ban đầu. Và mình đã vừa xong, mình đã thực hiện yêu cầu của đề bài mà thầy ra cho. Và cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.